số năm chúng ta ở trên thị trường ấy nó là một yếu tố chứ nó không phải là một con số để chúng ta chứng minh hoặc là chúng ta đi lòe trên hà rằng là ở ừ, tôi có 7 năm kinh nghiệm trên thị trường hoặc là tôi có 10 năm kinh nghiệm trên thị trường vân vân nó chỉ là một yếu tố thôi đương nhiên nó không phải là quyết định tất cả vì sao giờ dạ nói như thế bây giờ giả dạ dụ rằng anh ở 7 năm trên thị trường đi nhưng mà một năm anh chỉ cần một năm anh chỉ có giao dịch một lần thôi đó, thế thì 7 năm anh tổng kết lại anh chỉ có 7, bài lệnh tức là anh chỉ có 7 bài học trên thị trường thôi đó, đây là con đường thị trường này nó rất là dài và ở trên thị trường này có bao nhiêu là cái hố bao nhiêu là trông gai bao nhiêu là sỏi đá tùm lum ta la ở đây hết tùm lum hết thế thì bài lệnh chúng ta có 7 bài học nhưng mà trên thị trường ấy người thầy thị trường mang đến cho ta rất nhiều bài học 7 bài học giả sử chưa đủ thẩm thoát vào đâu hết đó thì thay vào đấy có thể rằng là mọi mọi người khoảng một năm ở trên thị trường nhưng mà mọi người giao dịch nhiều hơn có thể là một năm mọi người giao dịch được khoảng 30 lệnh hoặc là 100 lệnh gì đấy thế thì mọi người sẽ có 100 cái bài học ở trên thị trường này 100 cái bài học ở trên thị trường này Đó. và cái con đường thị trường này bài học ấy là nó phủ đầy hết bao nhiêu hầm hố bao nhiêu trông gai thì nó có hết chẳng qua giống như là già là già một người ở đây và đi qua đến cái giai đoạn này rồi nó nằm ở đâu đó cái 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 lưng chừng ở khúc này thì già biết là ở trên cái con đường này nó đi thì nó sẽ vấp phạm hoặc là nó sẽ có những cái trông gai như thế thế thì già đi qua rồi thì già cũng chỉ ú ớ lên cho mọi người biết là ê bọn mày cẩn thận ở đây nó có cái hố kìa hoặc là ở ờ, khúc kia anh em cẩn thận nhá ở kia nó có cái trông gai kìa mọi người đi cẩn thận né được thì nên né đó nhưng mà nhiều khi già nói thì già nói nhưng mà nhiều khi làm mọi người nghe nhưng mà nhiều khi mọi người không làm à, mọi người nghe nhưng mà rồi mọi người cũng sẽ lớn cái tầm xuống cái hố đều đấy thì già gặp nhiều rồi chứng minh chứng cụ thể luôn già nói rất là nhiều lần về vấn, vấn đề quản lý vốn về phương pháp về tất cả mọi thứ rất là nhiều thứ mà già và nhận được những cái email tâm sự từ mọi người rằng là em là chạy tài khoản được rồi đó và việc của già nói ra già hy vọng rằng là sẽ giúp mọi người né hầm né hối mà rồi cuối cùng là mọi người cũng được cái tùm cái đấy là bình thường. Đó là quy luật của cuộc sống rồi. Có thể nói thì mọi người có thêm cái kinh nghiệm, có thêm cái kiến thức, cái trí tuệ thôi. Nhưng mà rồi có những thứ mà mọi người cần phải tự đi trên đôi chân của mình này. Phải tự trải qua, từ à, dầm lên những cái hầm hổ này, rồi từ bước qua, từ những cái khó khăn này, bước qua những cái gian khổ đấy. Chúng ta mới biết, chúng ta mới trân quý được những cái bài học đấy. À, nên á, bây giờ ấy, đừng có nói với nhau về vấn đề là ừ, em phải cố gắng là 3 tháng sau đặt mục tiêu 3 tháng sau đặt mục tiêu 5 năm sau hoặc là mình đi đâu đó mình nghe ai đó nói bảo là tôi 10 năm trên thị trường tài chính này này cho nên là hãy tin ở tôi thì chưa chắc với già thì già nghĩ rằng là ngồi nghe người ta nói hoặc là ngồi nghe cái kiến thức mà người ta chia sẻ thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái độ nông sâu của người ta cho nên là số 5 là chỉ loè mà chưa chắc gia đình rằng là giả định rằng là người ta đã nói thật là người ta đã tham gia 7 năm trên thị trường nhé vân vân những cái khái niệm những cái cột mốc tính từ lúc nào là được bắt đầu vào trên thị trường ấy, tức là số năm này này bắt đầu tính từ thời điểm nào vân vân thì mình bỏ qua mấy cái yếu tố đấy mình giả định rằng là ở ừ, cái con số đấy người ta nói là đúng chưa nói đến cái chuyện là người ta bốc phép nữa người ta lùa gà nữa thì thì không nói thì giả định đúng như thế đi thì phải xem xem là cái kinh nghiệm của người ta trên thị trường tức là những cái vấn đề người ta đã gặp phải và người ta đã giải quyết được à rồi người ta kinh qua như thế nào tức là mỗi người nó sẽ có một cái giải pháp khác nhau nhưng không ai giống ai đâu nhưng mà nó có một cái điểm chung là trên thị trường này nó sẽ có những cái bài học nó cứ lặp đi lặp lại liên tục vậy thôi ở à, trên thị trường này nó cứ trải dài ra đây và chỉ có từng này bài học thôi à muốn hơn thì chắc cũng có đấy nhưng mà giờ cũng không biết cơ bản là nó cứ quanh đi quần lại bấy, bấy nhiêu đấy cứ học đi học lại học đi học lại lúc nào quên thì thị trường này Nhắc cho mình nhớ để mình học tiếp à, Quên đặt SL thì chảy tài khoản à, Hoặc là à, tham lam kỳ vọng khóa lớn Thì cuối cùng nó đi lên Xong rồi, rồi nó lại chạm SL của mình Nói chung là thị trường này Cứ quên là thị trường sẽ nhắc phải cho nhớ yên tâm Nhưng mà những cái sự sai lầm của chúng ta trên thị trường Đều phải trả giá bằng tiền Tiền là còn ít Nhiều khi là mồ hôi công sức Thời gian đã canh lạnh mọi người không biết là mọi người có cái cảm giác là ngồi canh lạnh từ sáng đến chiều xong cái đùng một cái vào lạnh xong cái rồi nó đi lên xong nó cán XL không mình cảm giác giống như là cả một ngày công sức của mình bỏ ra nó bị lãng phí hoặc là mình bị phí hoài vậy đó xong rồi lúc đấy cái giá trị cái bài học của mình học được nó rất là thấm thì mình khiến mình nhớ nhớ rất là lâu nó thay vào cái việc là ừ một ai đó người ta nói xong người ta chia sẻ lại cho mình thì cùng nhớ đấy cùng biết đấy nhưng mà rồi qua thời gian cũng quên giống như là kiểu văn ôn vỏ luyện vậy đó không học hành chăm chỉ hoặc là không ôn luyện lại thì rồi nó cũng mai mục dần dần trong thị trường tài chính này cũng thế thôi nha cho nên là video này ra đã... nhà chia sẻ ở đây để cho mọi người một cái chủ đề nó là về chủ đề bao nhiêu năm trên thị trường giống như là mọi người hay hỏi già là già ở bao nhiêu năm trên thị trường thì tính đến thời điểm hiện tại thì chắc hơn 7 năm và dạ, cũng không nhớ đủ chính xác cái khoảng thời gian nào mình biết đến tài chính nữa không biết là biết đến tài chính forex hay là chứng khoán này tại vì già dạ, lao đầu vào chứng khoán là đầu tiên sau đấy mới lăn la lăn la từ 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 mới đến đây rồi thì cái vấn đề tiếp theo ấy mà già muốn nói với mọi người là cái vấn đề về mọi người cho dù mọi người có 100 lệnh trên thị trường này vào được 100 lệnh 30 lệnh hoặc là thậm chí 1.000 lệnh đi nữa nhưng mà rồi cái số lệnh này chúng ta vào được thì chúng ta có học được gì không nếu mà không học được gì thì nó cũng không có cái giá trị cao lắm nó có giá trị nhưng mà nó không cao vì nếu mà chúng ta đi theo cái tiến trình hành trình của một pro trader mà già có làm video chia sẻ cho mọi người rồi đấy thì nếu mà chúng ta phân tích này vào lệnh này thoát lệnh này ghi nhật ký này thì chúng ta chỉ có phân tích vào lệnh với và thoát lệnh liên tục thôi chúng ta không có ghi nhật ký thì chúng ta sẽ không nâng cao cái cái kinh nghiệm cũng như là cái bài học của chúng ta lên cho nên là chúng ta cứ học đi học lại một bài học ví dụ bài học một không chịu đặt SL chúng ta phân tích chúng ta vào lệnh chúng ta thoát lệnh không đặt SL cứ như thế cứ như thế cứ như thế thì chúng ta cứ chạy tài khoản liên tục và chúng ta không đúc rút ra được cái kinh nghiệm bài học có chăng đúc rút ra được trong cái quá trình mà chúng ta chạy rất nhiều chạy cực kỳ nhiều rồi cuối cùng là hết tiền rồi bắt đầu là ngồi thời gian ngồi chiêm nghiệm ngồi suy ngẫm lại thì chúng ta thấy được rằng là à, tại sao chúng ta không đặt hết lời hay là bây giờ chúng ta đổi cách khác đi chúng ta không thể nào mà chúng ta làm một cái à, chúng ta mong muốn một cái kết quả mới mà cứ lặp đi lặp lại những cái hành động cũ được cho nên là, thôi thử đặt hết lời xem sao tự nhiên chúng ta đặt hết lời vào thấy Ô, kết quả nó khả quan hơn hẳn thế là à chúng ta đã có một cái bài học mới thông qua cái khả năng chiêm nghiệm à, chiêm nghiệm cũng là một cái gọi là một cái hình thức của ghi nhật ký đó chiêm nghiệm đúc kết vân vân nó 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 cũng là một cái hình thức đấy nhưng mà ghi nhật ký lại chúng ta ghi ra cái cuốn sổ chỉ đấy thì lâu lâu chúng ta đọc lại thì chúng ta nhớ vấn đề là chúng ta nhớ tại vì trí nào của chúng ta nhiều khi nó cũng cũng nhanh quên lắm ngày vào ba bốn lệnh là nhiều khi đã đã quên rồi không biết là cái lệnh vào của mình là ở giả là giả bao nhiêu như thế nào cụ thể nhiều khi tôi lại phải ngồi suy nghĩ một hồi lâu nó mới nhớ đó cho nên là có cái nhật ký này giúp chúng ta ghi lại này chúng ta đã Trả bài học cho thị trường rồi thì ngồi ghi lại rồi mở ra xem đó thì cái vấn đề này để giúp chúng ta nâng cao cái 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 kinh nghiệm của chúng ta trên thị trường thay vì là số 5 khỏi tập trung vào số 5 okay, tập trung vào cái này thì nó sẽ hiệu quả tốt hơn so với số 5 à, và già đang nghĩ là như thế thì ra hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích và hữu ích cho mọi người nếu mọi người cảm thấy video này là, là hữu ích và có giá trị thì mọi người À, comment cho già xuống dưới cái video này là có giá trị Và cho già xin một like à, Cảm ơn mọi người nhiều Nguyện cầu bình an, sức khỏe và trí tuệ đến với mọi người Chúc mọi người giao dịch thành công Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo Chào mọi người nhé